chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Mở đầu bản tin chiều hôm nay, như thường lệ sẽ là một số tin tức trong nước và quốc tế. Sáng hôm nay, phát biểu khai mạc tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ thời gian đầu tháng 8 là thời gian mang tính quyết định có bùng phát dịch quy mô lớn hay không. Cần dồn mọi nguồn lực xử lý kịp thời các ổ dịch, nhất là ổ dịch ở Đà Nẵng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong tháng 7 vừa qua, trước khi dịch COVID-19 bùng phát ở Đà Nẵng, kinh tế Việt Nam phát triển khá tốt, nhất là sản xuất công nghiệp, đầu tư, du lịch và dịch vụ. Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam là một trong năm nước trên thế giới sẽ có mức tăng trưởng cao nhất thế giới, khoảng 2,8%. Còn tạp chí nhà kinh tế đánh giá, trong bối cảnh thế giới hiện nay, Việt Nam vẫn là điểm trú ẩn ưa thích với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, làn sóng thứ hai của dịch COVID-19 xuất hiện ở Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ tạo ra nhiều thách thức mới đối với tiến trình hồi phục kinh tế của Việt Nam. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Đà Nẵng, trong 11 ngày qua, Thường trực Chính phủ đã họp 3 cuộc để cùng các địa phương thần tốc dập dịch. Nhưng với những diễn biến của dịch bệnh hiện nay, cả nước tuyệt đối không được chủ quan, không được để dịch bùng phát trên quy mô lớn. Thời gian đầu tháng 8 là thời gian mang tính quyết định có bùng phát dịch quy mô lớn hay không. Do đó, cần dồn mọi nguồn lực xử lý kịp thời các ổ dịch, nhất là ổ dịch ở Đà Nẵng. Một nhà xưởng 2.000 m2 tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình đang sản xuất khẩu trang giả và tái chế găng tay đã qua sử dụng, đã bị cơ quan chức năng phát hiện qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện công ty BM đang sản xuất khẩu trang y tế cao cấp 4 lớp, khẩu trang cao cấp 4 lớp 50 chiếc một hộp, khẩu trang 4 lớp, khẩu trang y tế 3 lớp dùng một lần nhãn hiệu loại 50 chiếc một hộp. Đáng lưu ý, phát hiện hàng chục tấn găng tay y tế đã qua sử dụng được công ty thu gom về tái chế, đóng hộp bán ra thị trường, trên những chiếc găng tay vẫn còn nguyên chữ viết của các cơ sở y tế. Đây là kết quả sau nhiều ngày trinh sát Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục quản lý thị trường, Cục cảnh sát môi trường đã tiến hành kiểm tra đột xuất, phát hiện hàng nghìn hộp găng tay y tế đã qua sử dụng đang được tái chế tại cơ sở này. Hiện có 4 cơ sở liên quan đến hoạt động tái chế găng tay tại Hưng Yên, Hà Đông, Gia Lâm đang đồng loạt bị kiểm tra. Vùng áp thấp và bão Hagupit sẽ tiếp tục gây mưa to đến rất to ở Bắc Bộ, Trung Bộ, tạo ra nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ là rất lớn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nối với hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 2 và cơn bão Hagupit ở phía đông đảo Đài Loan đang hoạt động mạnh. Dự báo do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới phân tích trên, nên từ nay đến ngày 5 tháng 8, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm đến một đợt. Khu vực Việt Bắc và Đông Bắc có mưa to đến rất to, 200 đến 350 mm một đợt, có nơi trên 400 mm một đợt. Cảnh báo từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 8 tháng 8, hội tụ gió trên cao có khả năng thiết lập ở vùng núi Bắc Bộ nên mưa lớn ở Trung du và vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày mùng 8 tháng 8. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Nông. Bản tin sẽ tiếp tục với một số thông tin về dịch COVID-19. Việt Nam đã có 621 ca mắc COVID-19, trong đó 307 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 174 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 103.268 người. Từ ổ dịch ở Đà Nẵng, COVID-19 cũng xuất hiện tại 7 tỉnh thành khác gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đắk Lắk, Đồng Nai, Hà Nam. Thành phố Đà Nẵng đang gấp rút xây dựng cơ sở điều trị COVID-19 với quy mô 300 giường bệnh tại cung thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng để điều trị những bệnh nhân nhẹ. Theo thông tin từ tiểu ban điều trị, đã có 373 trên 621 bệnh nhân công bố khỏi bệnh. Trong số bệnh nhân COVID-19 của Việt Nam, 10 người đang trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy xâm nhập. 10 người đang trong tình trạng nguy kịch phải thở máy xâm nhập điều trị tích cực. Các bệnh nhân này có độ tuổi từ 50 đến 70 đang điều trị nhiều bệnh lý nguy hiểm như đái tháo đường, tăng huyết áp, suy tim, suy thận mãn tính. Các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế, bệnh viện Đà Nẵng và bệnh viện phổi Đà Nẵng. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế huy động tất cả các bác sĩ giỏi nhất để điều trị cho các bệnh nhân mọi diễn biến về sức khỏe của bệnh nhân đều được theo dõi sát qua Trung tâm Quản lý Điều hành Hỗ trợ Trực tuyến Chẩn đoán và Điều trị COVID-19 đặt tại Cục Quản lý Khám chữa Bệnh, Bộ Y tế. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch, Thủ tướng đề nghị người dân cài đặt ứng dụng Bluezone ứng dụng hỗ trợ phát hiện truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm. Dịch COVID-19 tiếp tục phá vỡ các kỷ lục khi số ca mắc bệnh này đã vượt ngưỡng 18,2 triệu người, trên 692.800 người đã tử vong do COVID-19. Trong gần 24 tiếng đồng hồ, thế giới ghi nhận thêm 208.264 ca mắc COVID-19 mới và 4.264 ca tử vong mới do COVID-19. Mỹ hiện là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới bởi dịch COVID-19 với hơn 4,8 triệu ca mắc, trong đó hơn 158.300 ca tử vong. Mô hình dự báo của CDC Mỹ cho biết, số người chết vì COVID-19 tại nước này có thể lên hơn 173.000 người vào ngày 22 tháng 8 tới. Chính quyền địa phương và giới chức y tế trên khắp nước Mỹ hồi thúc người dân tiếp tục tuân thủ các quy tắc về giãn cách xã hội, đặc biệt ở giới trẻ khi số ca mắc ở độ tuổi này đang có xu hướng tăng trong khi một số bang ở miền Nam dường như sắp chạm đỉnh dịch, các chuyên gia cho rằng dịch có dấu hiệu diễn biến phức tạp ở khu vực Trung Tây. Tại châu Á, chính phủ của tổng thống Philippines ngày hôm qua đã khôi phục các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt ở đô thị Manila và các khu vực lân cận. Quyết định được đưa ra sau khi Philippines ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 kỷ lục trong 4 ngày liên tiếp và đội ngũ y bác sĩ cảnh báo hệ thống y tế nước này có nguy cơ sụp đổ. Hiện Philippines ghi nhận trên 103.100 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 2.000 ca tử vong, trên 65.500 ca phục hồi. Trong khi đó, tại Nhật Bản, Thống đốc Tokyo cho biết có thể ban bố tình trạng khẩn cấp nếu số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng mạnh. Tránh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói, Nhật Bản đang cố gắng cân bằng giữa việc kiểm soát dịch bệnh và khôi phục kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Hiện nước này có trên 36.600 ca mắc trên 1.000 ca tử vong. Phong tỏa trở lại để ngăn dịch hay tiếp tục mở cửa cũng là vấn đề khiến giới chức châu Âu đau đầu khi COVID-19 có xu hướng tái bùng phát mạnh. Tại Đức, rất nhiều chuyên gia y tế cũng như quan chức địa phương Đức đều nhận định rằng làn sóng dịch COVID-19 thứ hai đã đến khi nước Đức đã ghi nhận khoảng 500 đến 600 ca mắc một ngày, cao gấp đôi so với thời điểm khi Đức mới gỡ bỏ phong tỏa. Ngày hôm qua, Trung Quốc và Ấn Độ đã tổ chức đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn lần thứ 5 nhằm thảo luận các biện pháp tiếp theo để hạ nhiệt căng thẳng biên giới. Cuộc đàm phán bắt đầu lúc 11 giờ cùng ngày theo giờ địa phương tại khu vực Mốt Đô do Trung Quốc kiểm soát ở gần đường danh giới thực tế. Đây cũng là địa điểm diễn ra các cuộc đàm phán vòng 1 và 2. Theo báo cáo cho biết, phía Ấn Độ sẽ tập trung vào việc quân đội Trung Quốc rút hoàn toàn khỏi hồ Pangong và khu vực Lepsang ở Ladakh dọc theo LAC. Trung Quốc được cho là đã không tuân thủ lộ trình rút lui hoàn toàn mà hai bên đã đạt được trong cuộc họp cấp tư lệnh quân đoàn hôm ngày 14 tháng 7. Lính Trung Quốc đã không chịu thoái lui. Phía Ấn Độ cáo buộc binh sĩ Trung Quốc có động thái rút lui nhưng sau đó quay trở lại, vì vậy cần có sự kiểm chứng liên tục. Tại khu vực Hot Spring, binh sĩ hai bên chỉ cách nhau khoảng 600 đến 800 mét, trong khi ở các địa điểm khác như thung lũng điểm tuần tra 14 và điểm tuần tra 15 khoảng cách này lần lượt là 3 và 8 km. Hôm 30 tháng 7, Ấn Độ tuyên bố việc rút lui khỏi khu vực biên giới ở Đông La Đắc vẫn chưa hoàn thành. Tiếp theo là một số tin tức trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 3 tháng 8, Đảng Bộ huyện Trùng Khánh long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Sự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và 230 đại biểu đại diện cho hơn 6.100 đảng viên trong toàn Đảng Bộ. Nhiệm kỳ 2015-2020, với sự nỗ lực phân đấu của đảng bộ và nhân dân các dân tộc của huyện, cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ trùng khánh đều đạt và vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp đạt 45,2 triệu đồng một hecta, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Pò Peo và cửa khẩu Trà Lĩnh đạt trên 2 tỷ USD. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2015-2020 ước đạt 582 tỷ đồng, tăng gấp 2,03 lần so với năm 2015 đến hết năm 2019 đã có 2.750 hộ chăn nuôi đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà, nhà ở, chiếm 57,9% số hộ nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn nhà ở vào năm 2015, đạt 115,8% mục tiêu nghị quyết đại hội. Có 1.650.000 lượt khách du lịch đến địa bàn huyện tốc độ tăng bình quân 25,9% một năm. Huyện tích cực chủ động triển khai, thực hiện hiệp định hợp tác, bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác bản dốc Việt Nam Đức Thiên Trung Quốc theo chỉ đạo của tỉnh. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng Bộ huyện Trùng Khánh xác định tập trung vào 17 chỉ tiêu chủ yếu với 3 nội dung đột phá, gồm phát triển du lịch dịch vụ bền vững, phát triển cây ăn quả theo hướng hàng hóa, gắn với chế biến và phát triển kinh tế cửa khẩu với hai chương trình trọng tâm là chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chương trình phát triển đô thị thị trấn Trùng Khánh, thị trấn Trà Lĩnh. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Đảng bộ huyện tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế, xây dựng đề án xóa nghèo nhanh, bền vững, đề án bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là vào dịp phòng chống COVID-19 và đại hội đảng các cấp. Tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 về xây dựng trình đốn đảng, trách nhiệm nêu gương của đảng viên gắn với đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05 CTTU của Bộ Chính trị, thực hiện tốt công tác cán bộ, phát huy vai trò dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Sáng ngày 3 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tiến hành họp triển khai các nhiệm vụ giải pháp công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Ban chỉ đạo đã thông tin về tình hình dịch trong nước đến thời điểm sáng ngày 3 tháng 8. Tình hình công dân nhập cảnh vào địa bàn tỉnh qua biên giới tỉnh đang cách ly y tế tập trung để phòng chống dịch COVID-19 các đại biểu thảo luận về công tác đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc thanh toán kinh phí trang thiết bị, vật tư y tế, công tác thanh toán chi phí, bảo hiểm y tế đối với trường hợp xét nghiệm COVID-19. Cho ý kiến về xây dựng kế hoạch tuyên truyền đấu tranh và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh nhận định để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch đề nghị người dân chủ động tự giác thực hiện các biện pháp chống dịch tiếp tục giả soát nắm đầy đủ thông tin về những người từ vùng dịch đà nẵng trở về địa phương sàng lọc xác minh lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ tổ chức cách ly y tế theo quy định thống nhất mua sắm đầy đủ trang thiết bị sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm xây dựng phương án chi tiết cụ thể có phương án dự phòng đối với công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản tuyên truyền cài đặt ứng dụng hỗ trợ phát hiện truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng hoàn thiện kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền đầu tranh ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ngày 2 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lạc tổ chức cuộc họp triển khai các biện pháp chủ động kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo ngành y tế huyện thông báo nhanh tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Quán triệt thực hiện đầy đủ nội dung các văn bản chỉ đạo của trung ương của tỉnh và của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác tuyên truyền về dịch bệnh được duy trì thường xuyên liên tục với nhiều hình thức phong phú đa dạng. Toàn huyện hiện có 9 trường hợp đang được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch COVID-19, trong đó có 7 trường hợp từ Trung Quốc về, 2 trường hợp đi từ Đà Nẵng về, 16 trường hợp đang tự cách ly tại nhà do đã đến thành phố Đà Nẵng và trở về hoặc tiếp xúc với người từ Trung Quốc trở về. Trong thời gian tới, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc yêu cầu các xã, các đơn vị cần quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ các trường hợp về từ vùng dịch, kịp thời phát hiện ca nghi ngờ mắc bệnh để cách ly khoanh vùng xử lý. Cần tiếp tục xác định phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ hàng đầu, tập trung giả soát và nắm chắc tình hình ở cơ sở để kịp thời dự báo phát hiện và xử lý ngay từ đầu và từ địa bàn dân cư phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức và ý thức phòng chống dịch của người dân, không gây hoang mang, quá lo sợ nhưng cũng không chủ quan. Bản tin 16 giờ chiều nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.